Anh ơi, mình đi đâu rồi? Anh nói chú nhé. Vâng. Hôm nay anh đưa chú đi hơi xa đấy. Hơi xa là xa gì? Anh đưa ở chú đâu? Đi, anh đưa chú đi Sapa. Sapa luôn. Kinh nhờ anh. Anh đưa chú đi nghỉ mát. Nghỉ mát luôn. Anh nói chú vì ngày mai anh có cái hẹn với anh em ở trên Sapa. À, hẹn gì trên đấy? Lào Cai ấy, là có cái chương trình là và thử thách lò xo ở trên quảng trường. À, cái này chứ gì? Đây cái này này. Cái này thì anh nói chú này. Này 70 cân à? 70 cân thôi. À, loại này em một tay. Em một tay luôn. Cái này chú bẻ được 120 cân rồi. Cái này thôi thì anh nói chú nhé. Riêng chiều mai nhá, như anh em nào mà ra quảng trường ở trên Sapa nhá. Cùng với lại Hiếu cùng Lồ để chơi mấy cái thử thách với lại gậy lò xo nhá. Anh em nhá, nếu mà có rất nhiều giải thưởng cho anh em. Có luôn. Giải thưởng đấy. Có giải thưởng luôn. Vâng. Cái giải 120 cân thì chú chẳng đớp bất thì còn gì. Em đã đớp luôn thì. Một cái giải 150 anh sợ chú mà cố là chú cũng chơi được đấy. Cũng chơi được luôn anh. Đấy. 200 cân chưa đấy, một năm mà sản xuất 200 cân. Đang phải đặt cái 200 cân cho chú. Vâng. Đấy anh em nhá, đến chiều mai anh em nào mà ở Lào Cai thì ra thử thách với Hiếu Hùng Lồ vào khoảng độ 17 giờ chiều mai đi. Ok. Nhá, anh em giờ. Nào mà không bẻ được bảo Tuấn ra bẻ cho nhá. Ok nha anh em nha, ok. Hẹn anh em chiều mai. Ok.